chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỉnh Hưng Yên xác định 11 trục phát triển gồm 3 trục dọc, 8 trục ngang trong định hướng không gian phát triển. Thu ngân sách 8 tháng của tỉnh Hưng Yên đạt trên 95% dự toán cả năm, trong đó thu nội địa đã vượt kế hoạch. Các địa phương ở tỉnh Hưng Yên nỗ lực khắc phục hai khó khăn lớn nhất trước thềm năm học mới là thiếu phòng học và thiếu giáo viên. Hơn 1.800 người cao tuổi thuộc hộ nghèo ở tỉnh Hưng Yên được hưởng trợ giúp xã hội, chính sách giúp người nghèo có cuộc sống ổn định hơn. Xô xát trong bữa nhậu giữa hai người bạn thân khiến một người tử vong. Một lần nữa, tiếng chuông cảnh tỉnh về tác hại của rượu bia lại được gióng lên. Quý vị, tại phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã giới thiệu khái quát với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh về định hướng không gian phát triển của tỉnh với 11 trục phát triển. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về các trục phát triển được định hình theo một số trục giao thông huyết mạch này. Trên cơ sở xây dựng các trục trung tâm kinh tế của tỉnh, có cả hiện hữu và quy hoạch thì gồm có 3 trục dọc và 8 trục ngang. Các trục dọc này thì gồm có 2 trục chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất đó là trục đường kết nối 2 đường cao tốc. Toàn bộ các cái khu vực này là chúng tôi bố trí các cái khu công nghiệp. Và trục thứ hai đó là cũng từ kết nối với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Toàn bộ dọc đây là chúng tôi tập trung đó là phát triển công nghiệp. Các khu công nghiệp quy hoạch là khoảng 9.500 ha. Và trục thứ ba đó là trục phát triển du lịch văn hóa và xã hội. Tất cả trục này là giáp sông Hồng, trên cái trục này có rất nhiều các di tích quốc gia. Trên cái đường này là chúng tôi có hiện nay là chúng tôi có 2 cầu hiện hữu đã chuẩn bị đang triển khai thực hiện, đó là thứ nhất là cầu Vành Đai 4 đi qua và thứ hai là cầu 3,5. Chúng tôi có cái đất bãi sông Hồng đây khoảng 6.500 ha, chúng tôi mạnh dạn quy hoạch toàn bộ cho tất cả cái dẻo này, đó là phát triển đô thị dịch vụ và chủ yếu tập trung vào sân golf. 8 trục ngang, trục thứ nhất hiện nay đó là đường quốc lộ 5A, đây là hiện hữu. Trục ngang thứ hai đó là toàn bộ cái đường gom của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, phát triển đô thị kết hợp với lại công nghiệp. Trục ngang thứ ba đó là đường 379 kéo dài, tức là từ đô thị Âu Cơ Bắc chạy ra tỉnh Hưng Yên, kết nối vào gần cái đường nút giao đường cao tốc và chạy sang Bắc Ninh. Toàn bộ cái đường là đường hiện hữu, chúng tôi mở rộng ra. Và trên cái trục đường này thì kết hợp giữa đô thị và dịch vụ. Trục ngang thứ tư đó là đường cao tốc trở về đến Mỹ, trên lối từ nút giao của đường cao tốc xuống tỉnh Hưng Yên, kết nối đường cái lối sản và sang bên này là thủ đô Hà Nội. Đường cao tốc thứ năm tận dụng cái nút giao Tân Phúc này, kết nối đường cao tốc, cắt cái đường nối hai đường cao tốc và kết nối đường di sản chạy sang bên này là thủ đô Hà Nội. Toàn bộ trục này là chúng tôi phát triển công nghiệp mà rất là rộng, mà có cả 1.000 hecta. Và trục đi qua thành phố Hưng Yên sang tỉnh Hà Nam và bên này sang Thái Bình, hiện cái đường là đường hiện hữu. Như vậy là chúng tôi có 3 trục dọc và 8 trục ngang. Từ cái việc quy hoạch không gian này sẽ đưa Hưng Yên ở chúng tôi theo đúng thực hiện nghị quyết của Đại hội 19 của tỉnh là đến năm 2037 thì Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, dù tình hình kinh tế gặp không ít khó khăn, nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn đạt kết quả khả quan. Tính chung 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh ước thu đạt trên 95% dự toán thu cả năm, trong đó thu nội địa đã vượt kế hoạch thu. Tính chung 8 tháng năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt gần 21.900 tỷ đồng, đạt 95,38% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa trên 19.600 tỷ đồng, đạt gần 108% kế hoạch. Thuế xuất nhập khẩu trên 2.200 tỷ đồng, đạt trên 47% kế hoạch. Một số khoản thu có số thu lớn là thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 1.900 tỷ đồng, tăng 46%, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên 12.000 tỷ đồng, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong cơ cấu thu các khoản thu về đất đạt 3.525 tỷ đồng, giảm tới gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh lại tăng cao. Đây chính là khoản thu có tính bền vững cho những năm tiếp theo.
Với tiến độ này, năm nay tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách. Hưng Yên là tỉnh tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về trung ương từ năm 2017. Thời gian qua, tại một số địa phương trong cả nước như Hải Dương, Hà Tĩnh, Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân doanh nghiệp bị chiếm đoạt tiền do những kẻ lừa đảo giả danh cán bộ thuế, gọi điện thoại cung cấp đường dẫn, hướng dẫn cài đặt các phần mềm ứng dụng giả mạo cơ quan thuế, sau đó chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng và tiền trong tài khoản của người nộp thuế. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã đưa ra cảnh báo về một số dấu hiệu nhận biết thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế. Theo phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cũng đã có sự việc người nộp thuế gọi điện đến cơ quan thuế xác minh thông tin khi nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu người nộp thuế cài đặt phần mềm ứng dụng giả mạo của cơ quan thuế. Rất may do có sự cảnh giác, đồng thời được cơ quan thuế xác minh hướng dẫn nên người nộp thuế đã không thực hiện truy cập vào các đường link giả mạo của kẻ lừa đảo, do đó không bị mất tiền trong tài khoản. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên cảnh báo tới các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn về dấu hiệu nhận biết cái thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế như sau. Thứ nhất là giả mạo cơ quan thuế để gọi điện cung cấp và hướng dẫn cài đặt các phần mềm và ứng dụng. Thứ hai là giả mạo các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Và thứ ba là giả mạo SMS brand name của Tổng cục Thuế để phát tán tin nhắn giả. Và thứ tư là giả mạo cơ quan thuế để gọi điện có thể là đe dọa, hăm dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Cục Thuế tỉnh cảnh báo để tránh rủi ro, các cá nhân, doanh nghiệp khi nhận được yêu cầu cài đặt phần mềm, cung cấp thông tin, tổ chức tập huấn nên trực tiếp liên hệ hoặc xác minh lại các thông tin với cơ quan thuế, chi cục thuế tại địa phương qua các số điện thoại được công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế Hưng Yên. Trường hợp phát hiện đối tượng giả mạo cần phản ánh ngay với cơ quan công an hoặc cục thuế, chi cục thuế các cấp để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời. Ngay trước thềm năm học 2023-2024, không ít trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã phải đưa ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn do tình trạng thiếu giáo viên và thiếu phòng học nhằm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học. Những năm gần đây, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Tây Phạm, huyện Yên Mỹ được đầu tư xây mới hệ thống phòng học, phòng bộ môn và các công trình phụ trợ. Tuy nhiên, vẫn không đáp ứng được nhu cầu cho dân số cơ học tăng đều qua các năm. Năm học 2023-2024, nhà trường đã phải dồn 5 lớp của khối 7 thành 4 lớp để đảm bảo việc dạy và học. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên cũng đòi hỏi nhà trường phải có sự sắp xếp phân công giáo viên cho phù hợp. Thực hiện dồn lớp, tận dụng những phòng chức năng mà có công năng sử dụng ít nhất làm phòng học, tăng cái giờ dạy của các đồng chí giáo viên. Trong năm học 2023-2024 thì trung bình mỗi thầy cô sẽ phải dạy khoảng từ 22 cho đến 25 tiết. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Hưng Yên thiếu hơn 3.300 giáo viên ở bậc học. Hầu hết các trường học đều không đáp ứng yêu cầu về định mức giáo viên trên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, tiểu học và mầm non là hai bậc thiếu giáo viên nhiều nhất. Đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo viên thiếu cục bộ tập trung ở các môn học mới, môn học tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong khi chưa tuyển dụng được giáo viên, một số địa phương sớm xây dựng kế hoạch điều chuyển, phân công giáo viên từ trường thiếu ít tăng cường cho trường thiếu nhiều. Các trường học cũng chủ động cử giáo viên học tập bồi dưỡng để giảng dạy những môn học có tính tương đồng. Bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên cân đối về cơ cấu và đảm bảo về tỷ lệ theo mặt bằng chung của thị xã, sử dụng nguồn giáo viên đã được đào tạo, đã được bồi dưỡng để dạy môn lịch sử, địa lý, môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở và sử dụng giáo viên dạy môn tin học và công nghệ cấp tiểu học. Trung bình mỗi năm học, tỉnh Hưng Yên xây mới và sửa chữa hơn 200 phòng học nhưng vẫn không đáp ứng được so với tốc độ gia tăng dân số cơ học, tập trung ở các địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp đô thị như các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào. Phát triển một số các cái nhà trường dưới dạng là tư thục, trường mang tính chất tự chủ để đáp ứng cái yêu cầu giảng dạy học tập của cái lực lượng mà dân số phát triển.
thiếu giáo viên và thiếu phòng học là thách thức chung đối với giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên trong năm học 2023-2024. Tuy nhiên, các thầy cô giáo đã quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng bước vào năm học mới. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân, năm 2023, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đầu tư xây dựng trùng tu tôn tạo 3 đình đền với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách các cấp và vận động xã hội hóa. Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh huyện, xã Tân Lập đã vận động xã hội hóa và trích ngân sách địa phương xây dựng tu sửa lại 3 di tích gồm đình Thổ Cốc, thôn Thổ Cốc gần 13 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đình Hào Xuyên, thôn Hào Xuyên được xây mới với tổng kinh phí 28 tỷ đồng từ ngân sách huyện và đền Lưu Hạ, thôn Lưu Hạ kinh phí 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương 6 tỷ đồng, xã hội hóa 3,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp trên. Việc bảo tồn phục hồi các di tích tại địa phương sẽ được giữ nguyên hiện trạng nhằm giữ gìn bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân địa phương. Sau khi 10 trên 10 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, huyện Văn Giang tiếp tục đầu tư gần 446 tỷ đồng để nâng cao tiêu chí về hạ tầng giao thông. Trong đó, đã đầu tư cải tạo nâng cấp gần 27 km đường huyện, gần 19 km đường trục xã, gần 90 km đường trục thôn xóm và trên 11 km đường nội đồng. Cùng với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên 80 tỷ đồng, chiếm gần 18% tổng vốn đầu tư. Ngoài ra, nhân dân đóng góp gần 55.000 ngày công hiến trên 4.000 m2 đất để làm đường giao thông. Đến nay, 100% các tuyến đường huyện, đường thôn, liên thôn, đường ngõ xóm đều đã được cứng hóa, 90% đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Toàn huyện có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao về tiêu chí giao thông. Nhiều xã thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực từ cộng đồng để làm đường ngõ xóm như xã Mễ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Long Hưng, Nghĩa Trụ, Tân Tiến. Đặc biệt, xã Mễ Sở trong 12 năm qua đã vận động nhân dân đóng góp gần 12 tỷ đồng, trên 4.000 ngày công và hiến gần 1.200 m2 đất trên 17 km đường ngõ xóm. Thời gian qua, huyện Phù Cừ tập trung các nguồn vốn để xây nhà mới và hỗ trợ tu sửa cải tạo nhà cho 93 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó, xây nhà mới cho 60 hộ nghèo, mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng, tu sửa cải tạo nhà cho 33 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng. Tổng nguồn vốn trên 6 tỷ đồng từ ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh. Những xã được hỗ trợ cải tạo hoặc xây mới nhiều là xã Tống Phan với 8 hộ, xã Tiên Tiến 7 hộ, xã Phan Sào Nam 7 hộ. Hỗ trợ xây mới hoặc tu sửa nhà cho hộ nghèo là chính sách an sinh xã hội thiết thực nhằm xóa đói giảm nghèo, giúp người dân nghèo an tâm lao động sản xuất. Thời gian tới, huyện Phù Cừ giao cho các xã thị trấn tiếp tục rà soát các hộ nghèo đủ tiêu chí được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm. Gần đây nhất, Nghị quyết số 345 ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh có hiệu lực đã khiến nhiều người dân rất phấn khởi, trong đó có những người cao tuổi thuộc hộ nghèo. Mấy hôm nay, bà Nguyễn Thị Hoa, hơn 60 tuổi, thuộc diện hộ nghèo đơn thân ở thôn Nội Mai, xã An Biên, huyện Tiên Lữ, đón nhiều bà con trong thôn đến thăm nhà. Ai cũng phấn khởi chúc mừng bà vì vừa được tỉnh huyện hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà mới. Nay lại được quan tâm nâng mức trợ cấp hộ nghèo theo nghị quyết số 345 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với số tiền trên 1,6 triệu đồng một tháng đã giúp bà trang trải sinh hoạt hàng ngày, chữa bệnh, có cuộc sống ổn định hơn. Tôi cũng không được khá giả, chỉ có hộ chỉ lúc vận hạn thôi, thì bây giờ nhờ là thôn này, xã này, huyện này, tỉnh này là cũng có sự là quan tâm mà hỗ trợ cho xây nhà, đặc biệt là từ tháng 7 vừa rồi thì là mức trợ cấp lên đó 1.620.000. Tôi vui phấn khởi và cảm thấy xúc động, là cảm ơn là tỉnh quan tâm là giúp đỡ chị tôi. Thực hiện nghị quyết 345, từ tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh đã có trên 1.800 người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo được tỉnh trợ cấp hàng tháng với mức từ 1.620.000 đồng đến 2.340.000 đồng. Trong đó, người cư trú ở khu vực thành thị từ đủ 80 tuổi trở lên được trợ cấp bằng 6,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.
người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi được trợ cấp bằng 6 lần. Người cư trú tại khu vực nông thôn từ đủ 80 tuổi trở lên được trợ cấp bằng 5 lần mức chuẩn trợ cấp xã hội. Từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi trợ cấp bằng 4,5 lần. Mức chuẩn trợ giúp xã hội đang áp dụng là 360.000 đồng một tháng. Đây là chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm của tỉnh nhằm giúp người nghèo cận nghèo được chuyển sang diện bảo trợ xã hội. Tôi được 1.620.000, tôi phấn khởi từ khắp làng. Thế này thì tôi sinh hoạt thoải mái. Tất cả những người già cả chúng tôi đã được quan tâm hết. Tỉnh cho này nè, mừng quá. Tôi chân thành cảm ơn. Sống một mình khổ lắm. Anh em thì chiến giả nhất phận. Nay được tiền trợ cấp, được tỉnh quan tâm này mà phấn khởi lắm. Từ nay cuộc sống của tôi yên tâm được một phần. Nghị quyết 345, ngoài kịp thời hỗ trợ cho những người yếu thế trong xã hội, đã giúp một số địa phương giải bài toán giảm nghèo cho những hộ thuộc diện cô đơn không nơi nương tựa. Đối tượng nghèo của Phục Cừ là 650 hộ, chiếm tỷ lệ là 21%. Trong đó thì cũng có rất nhiều hộ là người cao tuổi và hết tuổi lao động. Không có cách nào để làm cho người ta thoát nghèo. Nghị quyết 345 của Hội đồng tỉnh ra rất kịp thời tháo gỡ bài toán này cho huyện Phục Cừ, thì mở rộng các đối tượng trong cái chính sách an sinh xã hội và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phục Cừ. Chúng tôi dự kiến phấn đấu 2023 là còn có trên 1%. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 2.200 hộ được hỗ trợ về nhà ở, với mức xây mới là 80 triệu đồng một nhà, sửa chữa là 40 triệu đồng một nhà. Gần 45.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, học nghề và tạo việc làm. Gần 60.000 người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều toàn tỉnh năm 2022 giảm chỉ còn 1,93% và phấn đấu cuối năm 2023 giảm còn trên 1,2%. Thời điểm này, cơ bản các làng nghề ở thị xã Mỹ Hào đã được khôi phục trở lại, qua đó tạo việc làm cho hàng nghìn lao động của địa phương và các vùng lân cận. Trong đó, khôi phục mạnh nhất là làng nghề sản xuất chế biến tương bần, phường Bần Yên Nhân. Hiện 17 hộ trong làng nghề đã tổ chức sản xuất lại bình thường. Trung bình, hiện làng nghề tiêu thụ khoảng 5.000 lít trên ngày. Tại các làng nghề mộc Mỹ Nghệ ở xã Hòa Phong, xã Dương Quang, phường Phan Đình Phùng, ước tính có gần 1.000 hộ sản xuất tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 3.000 lao động, mức thu nhập trung bình từ 8 triệu đến 10 triệu đồng một người trên tháng, thợ kỹ thuật lên tới 15 triệu đồng một tháng. Cơ bản các xưởng đều sản xuất theo đơn đặt hàng và những mặt hàng kỹ nhỏ chất lượng cao. Cùng với đó, ngoài các sản phẩm mỹ nghệ trang trí thì ở đây còn sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm về đồ gỗ như cửa, bàn ghế, giường, con tiện, cầu thang, trần nhà. Đây thực sự là tín hiệu vui cho các cơ sở sản xuất tại 11 làng nghề ở thị xã Mỹ Hào hiện nay. Công an thị xã Mỹ Hào vừa kiểm tra phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập bay lắc tại nhà nghỉ. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 9, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Công an phường Bần Yên Nhân tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Rolex do Nguyễn Hữu Đức sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định làm quản lý. Kiểm tra phòng 502 phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn có biểu hiện phê ma túy. Lực lượng công an xác định nhóm thanh niên gồm 21 người có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác. Kết quả test nhanh có 19 trên 21 trường hợp dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Đoàn Ngọc Chính, sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là người cung cấp ma túy. Còn Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 23 giờ đêm qua, tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã xảy ra xô xát khiến một người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi và gây ra án mạng. Nạn nhân tên L, 24 tuổi, thường trú tại thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Hung thủ tên S, 23 tuổi cùng thôn. Cả hai vốn là bạn thân và trước khi xảy ra vụ việc cùng đi uống bia với 8 người bạn khác sau khi đã uống rượu từ chiều. Sau khi uống bia, giữa L và S xảy ra cãi vã, được khuyên can L rời quán về trước, S về sau đó ít phút. Trên đường về, S gặp L điều khiển xe máy đi ngược chiều. S chặn xe L lại thì bị L dùng chân đạp. Thấy vậy, S rút
chùm chìa khóa xe máy có móc một con dao gấp rồi đâm nhiều nhát về phía L. Sau khi gây án, S rời khỏi hiện trường. L được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà nhưng đã chết trên đường đi. Sau đó, S đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.